người nhắn tin cho em để giới thiệu là SK có một cái căn phòng cho thuê trong cái nhà đó. Thì cái nhà đó là một cái villa trong một khu dân cư rất là yêu chó mèo. Thật ra lúc đầu SK nhắn em không có mở tin nhắn lên, tại em thấy cái hình avatar mà còn là người lạ thì em tưởng là mấy người biến thái ở trên mạng hay nhắn tin rồi làm quen con gái nên em không có trả lời. Là con thấy ảnh buồn, cái mình hỏi là nghĩ gì vậy, sao mắc gì buồn. Cái ảnh mới nói là tại bạn của SK kêu là SK gửi tiền cho bạn đó, nhưng mà SK chưa có gửi dễ dàng nữa, SK gửi lúc đó thì con cũng có một cái số tiền để dành. Thì lúc đó là con lấy hết cái tiền để dành nó ra, đưa cho bạn ảnh để cái nợ đó cho ảnh. Mà nhớ là hồi đó có ba mấy triệu à. Thì giống như là mình đầu tư có lời á, hồi đó mình đầu tư ba mấy triệu nhưng mà bây giờ tiền của ảnh là mình giữ hết. Nghĩ là quá lời rồi. Lâu lâu là có ôm nhau thì mỗi lần hai đứa ôm nhau là mấy con này nó nhảy cây dựng dựng lên, nó không cho ôm, nó cứ chen vô chính giữa em, nó không cho ôm. Trời ơi. Wow. Bây giờ trước khi giới thiệu tên của hai vợ chồng thì giới thiệu tên của hai bạn nhỏ này trước đi. Bé này tên là bé Na. Bé Na. Còn bé này tên là bé Thỏ. Nhìn cái xe này cái tường bị nhói tim á hả? Em ơi, tại sao lại là có những cái bánh xe gắn cho các bạn nha? Tại vì mấy bạn này là bị khuyết tật á, không có xe lăn mấy bạn không có di chuyển được. Nên là chồng em làm xe cho mấy bạn này đi. Chồng em là người nước nào? Dạ, người Colombia. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em có thể nói về mình bằng tiếng Việt được không? Xin chào các bạn. Xin chào Quốc Thuận. Hồng Vân. Chị Hồng Vân. Hồng Đông. Hồng Vân. How are you? 45. What's your name? Oscar Fernando Ruiz Bonilla. Oscar. Rồi, mời em. Xin chào cô Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận. Con tên là Thư. Hiện tại con đang là bác sĩ đa khoa. Năm nay Thư con được 30 tuổi. Con không có làm trong bệnh viện mà là con làm ở phòng khám tâm lý tư nhân. Và thời gian ngoài đó thì con sẽ cùng với anh Oscar để làm xe lăn cho chó mèo, với lại phiên dịch cho ảnh để ảnh kết nối với những cái người Việt Nam làm thêm nhiều xe lăn cho mấy bé chó mèo bị liệt. Trời ơi. Có nghĩa là ảnh chuyên về anh chăm sóc cho mấy bé này. Dạ đúng rồi, chồng con là hồi xưa khi mà ảnh đến Việt Nam thì là ảnh có một cái nhà hàng ở bên Thảo Điền quận 2. Thì thời điểm đó là ảnh có cứu hai em bé cuốn bị liệt và ảnh bắt đầu nghiên cứu làm xe lăn cho mấy bé đó đi. Thì sau này là có nhiều người biết tới á, nên là khi mà ảnh gặp con thì con hỏi ảnh là bây giờ công việc nào làm ảnh hạnh phúc hơn á, thì ảnh thích làm xe lăn hơn nên con là người ủng hộ ảnh để thay đổi cái công việc. Trước tiên anh xin bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ đến với Oscar. Đây là một việc làm rất là tốt dành cho các bạn thú cưng. Và anh rất là cảm động, với cái việc làm của Oscar. Nhưng mà ảnh bây giờ còn làm nhà hàng không em? Dạ không, nhà hàng em đã kêu ảnh đóng cửa lâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện chính của chương trình. Đó là anh không biết rằng là em và Oscar là hai người gặp nhau, cái cơ duyên là các bạn gặp nhau. Điều gì mà khiến cho các bạn lại cảm mến nhau? Dạ, thật ra là em gặp Oscar cũng là vì tụi em yêu chó mèo nên mới gặp nhau. Trước đây em có hai bé cún và tụi em sống ở một cái tòa nhà. Thì sau một thời gian thì tòa nhà đó là không có cho chó mèo ở nữa, nên là phải di dời đi gấp. Thì lúc đó em rất yêu hai đứa nhỏ của em nên là em không có muốn là bỏ là nó. Dạ không phải hai đứa, nhà hai đứa nó quậy quá em không cầm theo. Còn hai bạn này là em với anh Oscar cùng nhận nuôi sau này. Thì em lên cái hội yêu chó mèo, em đăng một cái bài là cần kiếm một cái nơi cho những cái em chó mèo của tôi ở, ưu tiên là phải thân thiện với chó mèo tôi mới ở. Thì lúc đó Oscar là đang ở cái nhà đang kiếm người thuê. Oscar là người nhắn tin cho em để giới thiệu là Oscar có một cái căn phòng cho thuê trong cái nhà đó. Thì cái nhà đó là một cái villa trong một khu dân cư rất là yêu chó mèo. Thật ra lúc đầu SK nhắn em không có mở tin nhắn lên, tại em thấy cái hình avatar mà còn là người lạ thì em tưởng là mấy người biến thái ở trên mạng hay nhắn tin rồi làm quen con gái nên em không có trả lời. Thế giờ không biết sao thì sau một ngày thì em mới suy nghĩ lại là thôi mình cứ mở ra coi là cái gì. Thì lúc đó em mở ra em mới biết là Oscar là người đi kiếm người cho thuê nhà. Và em vào Facebook của Oscar thì em thấy cái hình nền á là hình ảnh đang làm xe lăn cho những cái đứa chó mèo bị liệt. Thì lúc đó em mới kêu vậy là cái người này là cái người tốt nè. Em mới đồng ý gặp. Rồi lần đầu tiên gặp Oscar ngoài đời, ấn tượng gì về chàng trai này không? Lần đầu tiên em gặp Oscar là gặp ở quán ăn chay. Tại thời điểm đó là em đang ăn chay trường. Bây giờ cái quán đó vẫn còn là quán yêu thích của hai đứa. Ấn tượng đầu tiên của Oscar là ảnh đi trễ vì ảnh phải chở một chó đi bệnh viện. Ảnh tới ảnh xin lỗi mình rối rít là xin lỗi nha, tại con đó nó bị gãy chân rồi, bây giờ không chở nó đi là nó chết.
nên là phải chở đi. Thế là mình thấy không có giận vì người ta tới trễ, mà mình nghĩ là à, vậy là cái người này thật sự là người ta rất là yêu thương động vật nên người ta mới làm vậy. Nên ấn tượng của con rất là tốt. Rất là tốt, đúng không? Còn Oscar thì sao? Well, so one of my friend told me that one beautiful lady was looking for a place to live because she has problem with her animals. She has two dogs before she met me, and she was looking for a dog-friendly place to live. So when I checked her Facebook, because of course I had to check it out, who is going to live in the house that I was in charge. So I checked her profile on Facebook, and I said, interested. She's a beautiful dog lover. Yeah, and if it's dog lover, it's a good person, of course, to come to live in my house. And when I saw her in the first time, she smiled with a big and beautiful smile, and I was like, wow, yes, it's so pretty. Oh, it's so pretty, yeah. Yes. Bao lâu thì anh mới tỏ tình với Thư? Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Thưa con thì sao? Trước khi con gặp Oscar là trong một thời gian dài, 5-6 năm gì đó, là con không có hề có bạn trai chính thức. Ai cũng nghĩ là tại sao con lại đồng ý làm bạn gái của Oscar chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Sao mà nó nhanh như vậy, có phải là hời hợt hay không? Thật ra không phải vậy, mà là con đã đi tìm kiếm người bạn đời trong 5-6 năm đó rồi. Và con biết là Oscar là đúng người. Tại vì trong 5-6 năm đó thì em gặp gỡ nhiều chàng trai khác nhau. Và em không có đồng ý làm bạn gái của anh chàng nào hết, vì em nghĩ là họ không phù hợp. Thì cho tới trước khi gặp Oscar một tháng là em đã biết được là mình cần một người như thế nào. Thế là em viết lên một cái bảng là người đàn ông mơ ước của tôi sẽ gồm 3 điều sau. Thứ nhất là phải rất yêu thương chó mèo và yêu nó giống như là tôi yêu nó vậy đó. Cái thứ hai là phải là người rất tốt bụng. Và cái thứ ba là phải là người hài hước. Sau đúng một tháng đó là Oscar xuất hiện, là em về em lật cái bảng đó ra coi là thấy đúng 3 điều luôn. Đúng không? Nhưng mà là bao lâu rồi em mới dọn tới nhà để mà em thấy? Cái vấn đề là em đang cần dời nhà gấp và em lại phải chuẩn bị đi công tác ở Hà Nội nữa. Nên là không thể nào em dời nhà một mình được. Thế là em kêu Oscar qua nhà em soạn đồ vô hết giùm em đi. Lúc đó Oscar soạn đồ tới tối luôn, cái Oscar ngủ lại cái ghế sofa và em vô phòng em ngủ. Thì tới sáng lúc em thức dậy á, thì em thấy có hai chim bồ câu nó bay lên, nó đậu ở trên cửa sổ á. Mà là nhà đó tầng 26, ít khi nào con chim bồ câu nó bay lên lắm. Điềm đó đúng em. Rồi cái em chụp tấm hình nó lại, em đưa cho Ska coi, em mới nói nè, ê bây giờ mình Google mình search coi là cái gì. Thì search ra là điềm báo hỷ là gặp được người đúng ý trung nhân. Thế là nó ít ra tin sái cổ. Sau đó bao lâu thì em mới đi Hà Nội về? Em đi Hà Nội 10 ngày em mới về. Thì lúc đó về là phòng ốc nó xong xuôi hết trơn rồi, em chỉ vô ở thôi, nói chung là lời. Nhưng mà về ở chung không hay là ở riêng phòng? Phòng ở chỗ nhà đó thì Oscar có phòng trên lầu, còn cái phòng của em là phòng ở dưới. Có khi nào Oscar đi lộn phòng không? Đi lộn hoài chứ. Cố tình hỏi đi, cố tình đúng không? Yeah, of course I can pass by to say hey, hello, how are you? Are you okay? Do you need something? Would you like a coffee, a cup of water? Whatever. I was really caring about her happiness of the house, because she was working in a Taoyuan, but she lives in the manor. So when I tried to persuade her to go to move to my house, it was in District 7. So I had to do a good job like customer service for make her feel comfortable living so far from her working place. So I was always caring about how she feels there. Cái giai đoạn là cách đây bao lâu rồi hả Thanh? Cách đây hồi năm 2019, trước khi dịch Covid xảy ra. Rồi. Đến khi dịch thì chắc chắn là các bạn có những cái khó khăn gì không? Dạ có chứ. Thời điểm đó là thì khó khăn về tài chính rất là lớn. Lúc đó là cũng không có thu nhập, có một mình con đi làm thôi. Con lo hết cho cả nhà luôn, nuôi mấy đứa này đầy đủ hết luôn. Thì tốn kém lắm đúng đó. Rồi. Và lúc đó là ảnh đóng cửa nhà hàng, là ảnh có thiếu nợ nữa. Thì ảnh không có nói với con là ảnh thiếu người ta. Và con thấy ảnh buồn, cái mình hỏi là cái gì vậy, sao mắc gì buồn. Cái ảnh mới nói là tại bạn Oscar kêu là Oscar gửi tiền cho bạn đó, nhưng mà Oscar chưa có gửi, vài bữa Oscar gửi. Lúc đó thì con cũng có một cái số tiền để dành.
Thì lúc đó là con lấy hết cái tiền để dành đó ra, đưa cho bạn ảnh để trả cái nợ đó cho ảnh. Mà nhớ là hồi đó có ba mấy triệu à. Thì giống như là mình đầu tư có lời á, hồi đó mình đầu tư ba mấy triệu nhưng mà bây giờ tiền của ảnh là mình giữ hết. Nghĩ là quá lời rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ đã là ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ là gần 3 năm, từ năm 2019 tới giờ. Vậy thì 3 năm ở với nhau thì Oscar có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu của ảnh á là ảnh rất là ai xì ơi luôn á, mà cứ mỗi lần ảnh xì ơi ảnh đổ thừa mấy con chó không ạ. It's not true. Vậy là cái tật đổ thừa. Đổ thừa. Đó. Rồi gì nữa? Tối con ngủ chung với mấy bạn này mà quên vợ luôn không? Thật ra là tối con với ảnh ngủ chung với mấy con này, mọi đứa một con. Tại mà anh đang ôm chó vậy hả? Đúng rồi. Chà, không ôm nhau luôn. Lâu lâu là có ôm nhau, thì mỗi lần hai đứa ôm nhau là mấy con này nó nhảy cà dựng dựng lên, nó không cho ôm, nó cứ chen vô chính giữa em, nó không cho ôm. Rồi tật xấu gì nữa nè? Ăn uống thì sao? Anh khó ăn không? Ảnh ăn uống dễ lắm, cái gì ảnh ăn cũng được hết á, miễn là đừng có ăn mấy cái nào có mùi hôi hôi rồi là không ăn được. Mắm ví dụ là bún riêu, có mắm tôm, mắm tôm. Đúng rồi, ảnh không được. Nhưng mà ảnh rất là chiều con. Hồi xưa là con thích ăn cái bún cua gánh gì ở chợ Bến Thành á, thì là ảnh đòi ăn thì ảnh cũng chở đi ăn, mà tại vì trong đó có mắm tôm nó hôi quá ảnh không vô ngồi ăn được. Cái ổng qua cái siêu thị tiện lợi kế bên ổng ngồi, ổng ăn xì nách ở bên đó, ổng đợi mình ăn xong ra ổng chở mình về. Vậy hả? Không biết là tính ở nhà có bừa bộn, có ở dơ hay là có gì không? Ảnh rất kỹ tính. Thí dụ nè. Ảnh kỹ tính, ảnh rất ngăn nắp. Ảnh muốn là nhà ổng nào cũng phải thơm, tại ảnh sợ là lỡ hàng xóm đi ngang qua nhà mình mà nghe mùi chó mèo người ta không thích. Nên là một cái nhà mà tới 4 cái máy xông tinh dầu từ trên xuống dưới, cây lau nhà riêng, rồi cây lau cho mấy đứa này là riêng. Rồi nhà tới 4 cái máy giặt lận. Một cái là để giặt đồ cho con với ảnh, rồi một ba cái còn lại là giặt đồ cho mấy đứa này chia ra để không có dơ đó. Kỹ lắm, đồ là phải ngăn nắp, cái ra giường là phải, cái ra này là phải đi với cái gối này, đồ quần áo là phải thơm. Không, vậy là cái kỹ đó là tốt chứ không có xấu miếng nào. Rồi. Có ghen không? Quá có ghen không? Bây giờ hỏi có ghen không? Đó. Ghen, Oscar có chế lời xong, ảnh nói với con là ảnh không có ghen, mà thiệt là lâu lâu mình đi chơi thì thấy ảnh gọi, ảnh hỏi thăm vậy thôi chứ cũng không có ghen. I am jealous, I think, but I can control. And also because Joy is a very serious person, I think she never gave me any reason to be jealous. That way it's easy for me to control that thing. Thật ra là con cũng không có làm gì cho ảnh ghen hết trơn. Có mấy lần là đi ra ngoài chơi với bạn hoặc là đi quán bar với bạn, thì mình cũng mặc đồ đẹp, thì ổng cũng chọc, ổng nói là trời sao mà mặc gì mà đẹp như vậy. Đừng có uống bia hay uống cái gì ai mời đó nghe. Thì ảnh chỉ nói vậy thôi. Thì con đi tới đâu cũng gọi video về cho ổng coi mặt, nên cũng không có gì ghen. Con thì sao, con hỏi anh đi, em có cái điều gì làm anh chưa vừa lòng không? Baby, do I have anything that make you don't feel okay, like you want me to change? Just a little or one small detail is sometimes I just think that you can take care of home a little bit more, a little bit better. I mean like supervise what the maids do. But I understand that she is busy. She is always busy. She is my right hand. She has to do many things. She has to handle many, many activities. So that's why I think I can still be okay with that small situation. That is the only thing that maybe I want to change. But actually, I think everything what she represents is very good for me. Rồi còn Thư thì Thư mong muốn anh thay đổi điều gì? Oscar hả? Con cũng thấy Oscar vậy được rồi. Không muốn thay đổi gì hả? Tại vì giờ con thấy con sướng này. Thật ra Oscar rất là chiều, muốn làm gì Oscar cũng cho làm hết trơn. Muốn đi đâu chơi cái nói Oscar, cái Oscar lấy xe chở đi. Con muốn gửi tiền về cho nhà con á, cái Oscar kêu gửi lẹ đi, muốn gửi nhiều gửi thêm đi, gửi ít quá. Rồi con là người ít mua quần áo tại không có thích xài tiền, tiết tiền. Mà Oscar là người thúc đi mua, kêu rủ bạn đi mua đi lựa đồ cho bà mặc đi cho nó đẹp. Nên là giống như giờ gì cũng có hết trơn nên cũng không biết không là đổi muốn. Thật ra hai vợ chồng không ai mong muốn người bạn đời mình thay đổi gì hết. Dạ. Cứ giữ nguyên vậy đi. Dạ. Nhưng mà anh thì anh mong muốn rằng là tất cả cái thời gian sắp tới mọi thứ nó sẽ thuận lợi. Dạ. Thứ nhất là trong công việc của hai vợ chồng sẽ ngày càng tốt hơn. Dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn anh. Mời hai bạn giới thiệu cho mình. Vâng, em là Trần Công Minh, em đến từ quê Thanh Hóa. Em 33, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Công việc của em là bên kinh doanh về cái mặt hàng về kính trang trí nội thất, ngoại thất. Kính trang trí. Dạ, em là Lê Thị Hiệp, em 30 tuổi.
Em sinh ra ở Thanh Hóa, học đại học ở Hà Nội, công tác ở Lâm Đồng, rồi sau khi lấy chồng thôi em lại về Bình Dương. Hiện tại thì em đang là giảng viên của trường chính trị. Hai em là gặp nhau ở đâu trong trường hợp nào? Tụi em thì cùng quê. Gặp nhau thì từ hồi lớp 6. Khi mà anh ở xã khác nhưng mà được du học sang xã em. Biết nhau thôi. Chưa để ý. Nhưng mà không có gì để ý hết. Thì sau này đi học đại học vẫn chơi bạn bè, tại vì em học đại học Hà Nội, anh học đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó khoảng 10 năm bạn bè về quê ăn Tết. Tụi em gặp nhau trong một chuyến họp mặt bạn bè gặp lại. Vẫn biết nhau, vẫn liên hệ đôi khi qua chat này kia nhưng mà không có thân thiết. Nó xảy ra một cái tình huống là khi Tết xong có hai người vào Nam công tác. Thì lúc đó em về Bảo Lộc Lâm Đồng, còn anh này thì về Sài Gòn. Thì cùng là trên con đường vào Nam thì trên đường đi thì anh này anh hỏi thăm nhiều nhất. Anh quan tâm xem để say xe không, ăn trưa này kia. Thì lúc đó cũng bắt đầu có suy nghĩ cùng ở trong Nam công tác thế được 2 ngày. Anh hỏi luôn có lấy anh không? Cái động lực nào mà khiến em là phải hỏi một cái câu mà nhanh gọn. Mình đi vào trong Nam thì đúng là 10 năm, gần 10 năm. Bắt đầu với trở về quê hương một lần đầu tiên. Tình cờ trong cái vụ các bạn rủ nhau karaoke thì thấy cô này vẫn chưa có người yêu, chưa có gì cả. Thì thôi thì thấy đấy được, mình gạt được thì mình gạt thôi. Thì em cũng nghĩ là trai gái thì ta đùa nhau thôi rồi. Thì mình cũng bảo thì lấy ai dàn em sao. Không phải, hỏi là thế này vào là không, lúc đấy có thể gạt được rồi, là chín rồi đấy. Cho nên là không phải lăn tăn nữa. Chưa đầy 2 ngày thì hỏi xem vợ đồng ý anh hay không. Anh gọi điện về nhà xin cưới thì luôn. Thì mình gọi trực tiếp về cho bên ngoại. Thế bà ngoại mới bảo sao chưa biết gì mà đã các con đã tìm hiểu chưa? Bảo con tìm hiểu kỹ lắm rồi, từ năm lớp 6 đến giờ. Thế cô bảo mà từ năm lớp 6 đến giờ mà mẹ đã gặp con bao giờ đâu. Bảo con gặp mẹ nhiều nhưng mẹ không gặp con thôi. Thế là xong thì nói xong bảo thế thì bây giờ mẹ giúp giùm con là mẹ xem coi trong cái năm này vợ chồng con là cưới ngày nào, tháng nào. Thế thì xong bà cũng bảo tí để mẹ coi thế nào đã. Bà đi xem thì bà bảo tháng 12. Không, bắt đầu là lừa đảo em. Em thì bảo là thôi thì nếu mà đồng ý thì cũng cứ từ từ mình tìm hiểu rồi một năm sau mình cưới cũng được. Tại bây giờ em 26 rồi, 27 tuổi mình cưới, tại mình tránh tuổi kim lâu gì đó. Anh bảo một năm. Ai dè mới nhận lời được 2 ngày anh bay vào. Em thì dạy ở giữa thành phố. Lên thì học sinh ra lúc đó làm đoàn. Học sinh chưa bao giờ nhìn thấy cô đi với một chàng trai nào hết. Thế nó chặn xe máy nó ra nó cứ cô đi với ai chú tên là gì lôi giật vào lớp. Thế anh thấy ngon lành quá anh về anh nghe. Xin cưới thì cũng hứa ở một năm. Ai dè được 2 ngày sau anh lên anh nói, nhà anh nói là cuối năm cưới được tháng 6. Lúc đó mình chót nhận lời rồi, rồi thôi tháng 6 cưới. Trước khi gặp lại cô này thì em có người yêu chưa? Trời tá lạ luôn. Tá lạ luôn. Chắc bị sự cố vậy đó. Thế nào giờ gặp đây là muốn cưới liền đúng không? Thì đó, lý do gì tại sao lại đi? Thực ra không phải là lý do vì cô này cô kia đâu, nhưng mà tức là khi mình hỏi thì quan trọng là mẹ vợ cũng khuyến khích thôi. Gọi thì mẹ vợ bảo là hai vợ chồng là cặp trời sinh. Mẹ thấy trời sinh thì cưới vào tháng nào tốt nhất. Thế bà kêu bảo tháng 12 là tốt nhất, nhưng mà tháng 6 thì cũng được. Thế bảo thế thôi mẹ ơi, mẹ rút ngắn khoảng cách thì phải chuyển về tháng 6 cho con. Tụi em là có em bé. Dạ, em bé gần 3 tuổi. Là được 3 tuổi. Em bé là được gần 3 tuổi. Dạ, và ở với nhau được 3 năm. 6 tháng. Có vỡ mộng gì vỡ ông Minh này không? Trời, sau khi cưới về thì phát hiện một số điều. Cái phát hiện đầu tiên là trời cũng cao ráo, đẹp trai, hoành tráng. Sao có lẽ nào mà mình nhìn nhầm hay mình mở mắt sao lấy về mình thấy lùn dữ. Cái đó không phải tật xấu, đừng tội nghiệp người ta. Em cũng băn khoăn nhưng mà không phát hiện ra. Xong mẹ vợ có việc đi ra ngoài mà bỏ quên dép trong nhà, thế sợ đại. Thế là mẹ phát hiện ra, mẹ bảo phải, tận hôm nay tôi mới biết cái chân thật của anh. Cái này là bị con thôi, bởi vì thứ nhất là có thằng em nó ngắn hơn mình. Thế là nó làm cái giày, nó đóng cái giày, nó đôn lên. Thế là nó đi lại không vừa chân nó. Thế là cuối cùng mình bạn đi vừa chân mình. Thế là đi lượm đi luôn. Khi vào cái vùng hôm mẹ vợ tự nhiên đi vào lấy thấy nhễu nghệ nên bảo hôm nay tôi phát hiện được anh. Tưởng phát hiện cái gì, bảo ai ngờ anh đi giày cao gót. Thật ra cái chuyện mà đi giày cao gót có cái gì đâu mà xấu. Giống như nè, tôi mỗi lần tôi dẫn chương trình vợ chồng son tôi phải mang giày cao gót thì phải bằng chị không có bằng được chiều không có mà chưa bằng mã nữa. Thôi bây giờ vậy nè, sẵn ngon miệng á, cho chồng kể tật xấu của vợ trước đi. Nói chung là nhiều thì nhiều lắm, chẳng hạn như mình nghĩ rằng một cô vợ người cùng quê này mà sống chơi với nhau cũng lâu rồi, đi đâu cũng ngăn nắp, ai dè đâu về không ngăn nắp chút nào. Về cô cứ bề bộn chỗ nào cô dục kìa. Thậm chí đồ đi làm về cặp sách rồi là quần áo đi tới đâu thả tới đấy. Chồng về chồng bảo là thôi em chịu khó em vắt gọn lên cho con cái nó học tập theo. Thế kêu xong ngày mai lại cũng thế, lại cũng bỏ lại. Xong cuối cùng em bực mình em cứ cho thùng rác. Cho thùng rác vài lần xong cuối cùng vẫn không được. Bây giờ cái đang bảo thế thì
có cách nào để cho vợ khắc phục được cái vấn đề là bê bối này không? Vợ mới bảo là thế thì đi tham gia vợ chồng son đi, em hứa cho. Đi tham gia đi cho em hứa. Có lẽ là em gài đúng không? Dạ không. Vì hả, nhiều khi em cũng sửa được nhưng mà tại anh ấy cằn nhằn nhiều quá, ghét để vậy cho bỏ ghét. Nhiều khi em cứ cảm thấy anh nói chuyện với em giống như mẹ chồng nói chuyện với nàng dâu, soi mói. Để ý, không phải mình thì tính mình kỹ lưỡng, mệt. Tất cả những cái việc gì mình làm là mình đều tính toán và mình đều xem xét rất là kỹ, kể cả công việc trong gia đình. Cằn nhằn nhiều quá. Đấy, bây giờ rối loạn rồi đó, bây giờ kể qua kể lại rối loạn rồi đó. Bây giờ nè, thứ nhất là bừa bộn nè, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Ghen dữ không? Ghen dữ. Em thấy cũng bình thường. Em kể, không có bây giờ cái chuyện em hay kể vô. Tính em thì là thấy gái đẹp thì thích nhìn. Bây giờ vợ cứ thấy chồng nhìn gái đẹp là nhéo này nhéo kia rồi là nói xỉa nói sói nhiều thứ. Hôm tuyển có cô thư ký chưa về đến nhà nhìn thấy cô đã nhảy lên rồi. Bảo không được tuyển cô đấy. Không là... tại vì hả, trước đó là hai vợ chồng đã bàn nhau về việc tuyển nhân sự. Thế vợ chồng bàn nhau là mình thì đặc trưng là về kinh doanh xây dựng thì nên tuyển một người nam biết thiết kế, biết cash rồi biết này kia, rồi mỗi khi hàng xuống hàng lên thì có thể giám sát tại công trình. Vợ chồng đã bàn nhau vậy rồi. Trời, về nhà nhìn thấy một em trời xanh non mơn mởn ở trong nhà. Xanh non đấy. Mẹ luôn. Tuyển này là tuyển làm việc ngay bên cạnh, đi công tác cùng rồi này kia, mà chồng em thì cũng hay đi công tác dài ngày. Thế xong em cứ nghĩ mình ở trên trường cả ngày của mình mà mình phải dỡ chứ, cẩn thận cùi lửa này chắc. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em thấy cũng con gái thì công trường cái thứ nó cũng không phù hợp, cho nên dù sao em phản đối nó cũng là đúng. Chưa làm gì hết. Mục đích sử dụng của người ta là khác mà. Em thấy em cũng có lý. Rồi sau đó anh cũng nghe lời em, anh tuyển một trợ lý nam, em thấy hoàn toàn hợp lý, phù hợp. Là xong rồi gì, coi như cái vụ đó là xong rồi. Xong gì rồi đó. Vậy là ghen cái đó đâu, gì đâu kinh khủng. Không, còn nhiều cái lắm. Đó là cái nào đó. Mà em ghen là phải có thật em mới ghen chứ không phải em ghen trời. Thế là bây giờ chỉ có một cái cô nào đó mà nhắn nhầm cái tin nhắn vào số điện thoại của em thôi là cả một đêm nó nghe kinh khủng. Và cái hiện tượng mà bị nhắn nhầm vào. Mà chưa hề có một tin nhắn nào nhắn nhầm, nhưng anh cứ dự đoán tình hình vậy thôi chứ đâu đã có tin nào đâu. Ồ, thế cái hôm em không nghe nhảy cứng cái điện thoại của anh lên à? Đâu có gì. Con lần cưới thì em cũng bình thường trêu trêu nữa. Hên sao có mình rước không ế, thế là chị chồng chị bẽo một trời ơi, ngày hôm nay còn nhiều em gọi điện cho chị khóc lóc đấy. Thế kể em bảo ủa ai vậy, có con đó đó đó, ủa còn ai nữa không, con đó đó đó. Thế là chị tuôn ra hết thì em mới phải dằn mặt ngay từ đầu chứ. Ngoài ra thì vợ em còn tính xấu gì nữa không? Tội hay bà tám mà không lo việc nhà. Cái này là anh hay đổ oan cho em. Hiện tượng như thế. Em làm một tuần á là 7 ngày thì em dành 6 ngày, rồi 7 đêm là cho gia đình hết. Nhưng riêng cái ngày thứ 7 là 8 tiếng ban ngày á, là em dành 8 tiếng đó cho em. Mua sắm rồi cắt tóc gội đầu rồi ngồi bạn bè này kia. Anh cứ đổ cho em đi buôn dưa lê, trong khi anh không hiểu là cái ngày đó là cái ngày em dành cho để cân bằng lại sau một tuần như vậy. Mà anh cứ đổ cho em đi buôn dưa lê xong. Giống như nó là trong Nam anh gọi là bà tám. Đổ là đổ sao? Thì nói chung là công việc trong nhà mà nó đang chưa được gọn gàng, mà vợ đi ra ngoài này kia là mình không hài lòng. Thấy muốn đi về đến nhà là cứ phải nhà cửa ngăn nắp gọn gàng các thứ thì mình mới hài lòng được. Thế bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Chồng em thì cục tính, vợ chồng cãi qua cãi lại thôi là anh ấy nổi khùng lên, tuôn ra đủ thứ rồi đó. Mà con thì lại đang ở cái tuổi hồng nói. Thế là vợ chồng cũng cãi nhau về vấn đề này là vấn đề chính đó. Cái thứ hai là chồng ngọt ngào với khách hàng mà chồng chả bao giờ ngọt với vợ. Vợ cũng đôi khi cũng thèm thuồng cái cảm giác được chồng ngọt ngào. Có hôm đi làm về con trai nó nhấc điện thoại lên. Alo, anh chào em, có gì không? Chờ anh một tí. Con trai nói điện thoại như là, vậy thì là bắt trước bố đó phải không? Bắt trước ba thôi. Mà trong khi nói chuyện với vợ, anh ơi hôm nay em bận anh đón con nhé. Thấy bên kia tắt máy rồi. Gọi lại hỏi, ủa anh, em nói anh đón con anh có nghe không? Có, ủa sao không trả lời thì nghe rồi còn gì. Có nghĩa là muốn chồng mình ngọt ngào, ngọt ngào hơn. Dành cho vợ, đừng cọc lóc rồi đó, thấy không? Chị thấy vậy này em bước vào cái công trình của em là em phải là người sếp. Chị nói ví dụ vậy, em phải đúng cái công việc là như vậy. Thì em cứ nhớ cái gia đình của mình, nó cũng là một cái nơi mà em khi em bước về em phải có một cái áo khoác cho cái gia đình đó. Chứ em không thể lấy cái áo khoác từ cái công trường em về em áp dụng lên cái gia đình đó được. Em cũng vậy. Thì nói ví dụ vậy, tụi em phải xác định như vậy tụi em mới lấy nhau, tụi em mới gắn kết với nhau lâu được. Còn bây giờ mình muốn cái đối tượng của mình hoàn toàn phải theo ý của mình khó lắm. Mình phải đặt mình vào cái đối tượng đó ít nhất là được 50%. Ngược lại em cũng vậy, để tụi em tự biết dung hòa. Chứ bây giờ hơn ai hết là mình hiểu chồng mình nhiều nhất, mình là người hiểu vợ mình nhiều nhất, chứ anh chị đâu có hiểu được tụi em bằng tụi em đâu, đúng không? Cho nên nó theo chị nghĩ, muốn cho cái gia đình mình á nó hạnh phúc, nó gắn kết với nhau thì tụi em nên khi mà bước chân về cái gia đình á, đừng là cô giáo chính trị nữa, đừng là cái anh mà bên công trường nữa, hãy là ông Minh. Ông Minh và bà Hiệp là bố mẹ của cái đứa nhỏ 3 tuổi đó. Dạ. Không, chị nói thiệt, thực ra nếu như mình dọc những áp lực ở bên ngoài hoặc là những cái bên ngoài vào mình ke trong cái nhà mình là ít khi nào mình được những điều mình muốn. Chúng ta hãy cùng cố gắng đi để cho các gia đình của mình, con của mình nó được hưởng cái điều tốt đẹp nhất.
nha. Nha, cảm ơn tụi em. Thôi, xin cảm ơn em. Vâng, có nhà là chú Quốc Thuận ạ. Hai vợ chồng là ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở phường 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, dạ. 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như như nhau mà. Em với anh chị đi. Rồi, 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ, có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ, hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đúng, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không, chị coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu cứu mèo, mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ, bây giờ giới thiệu đi khoan, giới thiệu tên, họ, công việc, rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thật ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó vỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thôi thớp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Đấy là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu, em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần rồi bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác.
Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ thực ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi. Hay sao? Dạ gặp. Không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái đó gặp nhau nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng 1 tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô gì? Dạ công ty đa cấp ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết sao, hên xui sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mẹ em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế là từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước, xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác và dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp lắm. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà nhỏ. Vì mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, vừa mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đợi hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ
cũ mà chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng dạ. không? Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. À. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ, còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà, dạ, cú dạ, rồi heo thỏ, có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha. Này anh kể anh hỏi này. Tụi em đang đi ngoài đường, nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, á. Đúng chứ rồi. Không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột đúng, theo đúng, dạng đúng, là đúng. Có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà họ không biết chăm bao nhiêu. Thì không không được như vậy. Nếu anh nó có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, tiền đâu cưới. Ta nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé. Dạ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là. Còn như là mỗi tháng em làm ra lo tiền nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ thì sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp cho em phần đó. Oh. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thường biết mà hỏi thôi dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Ừ. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à, tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất là yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại cãi la nhau dạ. La nhau rồi cãi lộn. Rồi xong vào lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng nhiều rồi đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có dạ. Phụ huynh chứ không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. Gió dạ, không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Dạ. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy nhưng năm sau đó... có em gái lác đác dạ, không? Sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa dạ. Đi thôi xóa dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á. Nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều. Thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên. Xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ. Thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn đó. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không quyết định có con không có con. Lý do?
để dành cho nói coi dạ, tại sao chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng này, rồi vợ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống cái sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không? Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau là đã nói rồi đó đúng không? Dạ, vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác, giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho nên mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì nghiền vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba, thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu. Lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra. Thì quá bất ngờ. Để cho anh khui đi đâu, để thôi giờ thôi. Là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi, con không biết con em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa. Là đuổi em đi ngủ với sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, tụi phòng. Nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm xí anh hỏi nè. Vậy thì
không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, dạ. À, tại vì nhà đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh ạ. À. Phòng em thì nhưng mà khoảng rồi lông bằng... chó lông mèo rồi thì sao? Ừ, tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người từ nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. À, dạ. Dạ tốn thêm khoản tiền vậy dạ. Trong... dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ, dạ. Rồi. Là 16 con chó ngủ dạ. Nhà. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. À. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Ừ quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, à, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ rồi. Những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên nó gặp em lắm. Vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm á, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được 1 tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, rồi em coi xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị dạ, chị nghĩ chắc cũng đâu. khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Tụi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được.
Hai đứa này cũng đậu trên trển á, sứ giả. Đỉnh đó đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Nên là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy đâu có thật xấu gì đâu. Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á, không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một cái vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt cái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chảy, là bà chảy. Nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu thôi. Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô, chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống. Thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ. Em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc. Tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Dạ. Cảm ơn anh.